Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumali Sainyasorn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chumali Sainyasorn chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm và làm việc tại Lào và nhấn mạnh chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần vào việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào Việt Nam, đặc biệt là quan hệ hợp tác kinh tế với việc khởi công dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại tỉnh Khăm Muôn, dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam sang Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào luôn hết sức coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh qua dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại tỉnh Khăm Muôn với vốn đầu tư hơn 522 triệu đô la Mỹ, Việt Nam tiếp tục là một trong những nước đầu tư lớn nhất tại Lào. Việc này thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp, đối với việc đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước Lào anh em. Các dự án đầu tư sẽ trở thành doanh nghiệp Lào, là bộ phận của nền kinh tế Lào và thu hút nguồn lao động chủ yếu là người lao động Lào. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Chumali Sainyasorn đã trao đổi về một số phương hướng lớn trong quan hệ giữa hai nước, nhất là về chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và kinh tế, giao thông, năng lượng thời gian tới. Theo đó, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao cả theo kênh Đảng, Chính phủ và Quốc hội, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và công tác lý luận giữa hai đảng, đồng thời đẩy mạnh trao đổi thương mại trong các tháng cuối năm để phấn đấu đạt mục tiêu 2 tỷ đô la Mỹ kim ngạch hai chiều của năm nay. Đi cùng với việc phối hợp thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Được ký kết trong chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Sainyasorn cũng nhất trí việc hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác kết nối về năng lượng, tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực thông tin, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, y tế, đồng thời tích cực triển khai đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt-Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN để duy trì lập trường và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược quan trọng của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ hết sức hợp tác để góp phần hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2016. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đã chuyển lời thăm và chúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chumali Sainyasorn, tiếp tục lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào, đồng thời chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 10. Trước đó, tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thongsin Thammavong, hai thủ tướng đã nhất trí việc chính phủ hai nước sẽ thực hiện các biện pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đầu tư và thương mại giữa hai nước, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào. Thủ tướng Lào Thongsin Thammavong nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm làm việc tại Lào và coi chuyến thăm là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị sâu đậm và quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai đảng, hai nước. Thủ tướng Thongsin Thammavong bày tỏ tin tưởng việc khởi công dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại tỉnh Khăm Muôn nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Lào trong chuyến thăm lần này, sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cũng như giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật giữa hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chân thành cảm ơn Thủ tướng Thongsin Thammavong đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì lễ meeting trọng thể kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn và cảm ơn Đảng Nhà nước Lào anh em đã cử đoàn đại biểu cấp cao do đồng chí Bunyang Volachit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước sang Việt Nam dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn quan trọng mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã giành được trong triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 9 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ năm 2011 đến 2015. Cái thời điểm này cũng rất là quan trọng và trong các cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao của nước Lào và các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Lào đều khẳng định là cái chuyến thăm là có ý nghĩa đặc biệt trong cái bối cảnh là cả hai nước đều đang bước vào cái giai đoạn tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng. Ở ta là Đại hội Đảng 12 và ở Lào là Đại hội Đảng lần thứ 10. Thế thì hai nước ở cấp cao như vậy là đã khẳng định về cái vị trí, cái tầm quan trọng của mối quan hệ
cái đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước, và đồng thời đã đề ra một số những chủ trương biện pháp kịp thời để thúc đẩy cái hợp tác cả về mặt chính phủ cũng như là hoạt động của các doanh nghiệp giữa hai nước đi vào hiệu quả, tạo một thêm một cái xung lực cho cái hợp tác lâu dài giữa hai nước. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thong Sỉn Tham Mạ Vông nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào trong thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trên nền tảng đó, hai bên cần tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần tin cậy đặc biệt trong hợp tác chính trị, trao đổi nhiều đoàn cấp cao và các cấp dưới nhiều hình thức. Còn trong lĩnh vực kinh tế, hai bên cũng cần phấn đấu đưa thương mại hai chiều đạt 2 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thong Sỉn Tham Mạ Vông khẳng định việc hai đảng, hai chính phủ sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào, coi đây là tài sản vô giá, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của hai nước, trong đó có kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Lào và 95 năm ngày sinh Chủ tịch Cai Sòn Phôn Vi Hẳn trong tháng 12 năm nay, cũng như chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban Liên chính phủ hai nước và cuộc tham vấn thường niên giữa hai phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao vào cuối năm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thong Sỉn Tham Mạ Vông cũng nhất trí việc hai nước sẽ phối hợp triển khai hiệu quả hiệp định thương mại mới và hiệp định mua bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới, đi cùng với việc tìm biện pháp tăng kim ngạch thương mại hai chiều trong các tháng cuối năm 2015. Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam triển khai hiệu quả các dự án đầu tư tại Lào, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Lào triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu từ cảng Hòn La, tỉnh Quảng Bình đi Khăm Muôn, một dự án đầu tư quan trọng nhất của Lào tại Việt Nam. Hai thủ tướng thống nhất việc tăng cường hợp tác kết nối giao thông giữa hai nước, trong đó có việc xúc tiến chuẩn bị cho dự án đường cao tốc Viêng Chăn, Bạc San, Thanh Thủy, Hà Nội và tuyến đường từ Phu Thí Phường, tỉnh Luông Pha Băng đi Na Son, giáp huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên của Việt Nam. Trong cái cuộc hội đàm với thủ tướng Lào và các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Lào, cũng như là các cuộc gặp với lại doanh nghiệp của Lào và doanh nghiệp Việt Nam, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mong là các cái nhà nước Lào, chính phủ Lào tạo điều kiện thuận lợi, ví dụ như về chính sách, về biện pháp, về cơ chế, hoặc là những tạo thêm những cái thuận lợi cho việc tiến hành nhiều những cái dự án, trong đó có những dự án liên quan đến lĩnh vực năng lượng hoặc là dự án liên quan đến cái phát triển. Phía Lào đáp ứng tích cực và nhìn nhận thấy là, và bạn cũng đánh giá là mặc dù có những khó khăn nhưng mà rõ ràng là các doanh nghiệp Việt Nam đã có những cái đóng góp rất là tích cực vào cái phát triển kinh tế xã hội của Lào, và bạn cũng khẳng định là cái hợp tác với Việt Nam có nghĩa rất quan trọng, và Lào sẽ tạo những cái cơ chế chính sách và cùng với Việt Nam sẽ cố gắng tháo gỡ những vấn đề về cơ chế, về chính sách, có những biện pháp cụ thể, và đồng thời cũng mong muốn các cái doanh nghiệp Việt Nam là thực hiện tốt những cái thỏa thuận, những cái hợp đồng đã đề ra. Và Thủ tướng cũng đã chỉ đạo cho các doanh nghiệp Việt Nam là trong cái hoạt động ở Lào làm sao phải đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, thực hiện có hiệu quả, có chất lượng và đúng với tiến độ đề ra vì cái phát triển kinh tế xã hội của bạn Lào và vì cái lợi ích chung của cả hai nước. Ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Lào Thong Sỉn Tham Mạ Vông đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thong Sỉn Tham Mạ Vông nhất trí tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, để duy trì lập trường, tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược quan trọng của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa trong khả năng có thể để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2016. Cũng trong sáng nay, tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Gan Pani Yathotu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Quốc hội Lào tiếp tục xem xét và ủng hộ những thay đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, khai thác hơn nữa các tiềm năng và đáp ứng nhu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đồng thời hoan nghênh Quốc hội hai nước phối hợp tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của cả hai nước. Đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm làm việc lần này của Thủ tướng là dịp để hai bên trao đổi ở cấp cao về tình hình phát triển mỗi nước,
những ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Lào đã quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm ăn tại Lào. Đa số người Việt sống lâu năm tại Lào có nguyện vọng được nhập quốc tịch Lào hoặc được cấp thẻ cư trú dài hạn. Để cộng đồng người Việt tại Lào hòa nhập và đóng góp tốt hơn vào sự phát triển xã hội, kinh tế của Lào. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội Lào tiếp tục xem xét tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm ăn ổn định lâu dài ở Lào, đặc biệt là đối với các lao động Việt Nam có tay nghề tốt và công việc ổn định, chấp hành nghiêm túc luật pháp của Lào. Cũng trong chuyến thăm Lào lần này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm đồng chí Khăm Tày Sivandon, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên của Chủ tịch nước Lào. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, đồng chí Khăm Tày Sivandon là người bạn, người đồng chí thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng Lào và mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt. Thủ tướng cũng khẳng định, trước sau như một, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Coi đây là quy luật phát triển, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước và là tài sản vô giá của hai dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh, năm tới, cả Việt Nam và Lào đều tiến hành đại hội đảng toàn quốc ở mỗi nơi. Trong bối cảnh tình hình mới hiện nay, thành công của kỳ đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nước cũng như đối với quan hệ giữa hai nước. Cũng trong chiều nay, tại buổi hội kiến đồng chí Sisavat Kẹo Bun Phăn, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc thắt chặt quan hệ giữa hai đảng, hai nước Việt-Lào là cần thiết và rất có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Hai nước lại đang tiến hành sự nghiệp đổi mới, tăng cường hội nhập với khu vực, quốc tế và đứng trước những nhiệm vụ mới do Đại hội Đảng Toàn quốc ở mỗi nước họp vào đầu năm 2016 đề ra. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trên tinh thần đó, tại các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào trong chuyến thăm lần này, hai bên đều nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Hội kiến đồng chí Sa Mản Vi Nha Kệt, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên trưởng ban chỉ đạo công tác tư tưởng văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam đánh giá cao công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, cũng như vai trò của cá nhân đồng chí Sa Mản Vi Nha Kệt trong việc chỉ đạo biên soạn công trình này, một tài liệu quan trọng giáo dục thế hệ trẻ hai nước mãi mãi kế thừa, phát huy và bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về mối quan hệ thủy chung trong sáng hiếm có giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em. Công trình đang được đưa vào phổ biến rộng rãi trong các cơ quan, ban, ngành và sẽ được triển khai giảng dạy tại các trường học của hai nước. Tại các cuộc hội kiến, các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào bày tỏ tâm huyết và mong muốn không ngừng gìn giữ và phát huy quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt Lào-Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục và tuyên truyền để thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ, trân trọng, kế thừa và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. Chiều nay, trước khi kết thúc chuyến thăm làm việc tại Lào, phát biểu tại buổi gặp mặt các thành viên của Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam hãy đẩy mạnh đầu tư cũng như thực hiện các cam kết đầu tư tại Lào. Vì đây là việc làm không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có nhiều ý nghĩa quan trọng khác. Từ đầu năm đến nay, đã có thêm 8 dự án của các doanh nghiệp Việt Nam được cấp phép đầu tư vào Lào. Với tổng vốn trên 95 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là trong lĩnh vực thủy điện, dịch vụ hạ tầng và trồng cây công nghiệp, đưa tổng vốn của Việt Nam đầu tư trực tiếp vào Lào lên hơn 5,2 tỷ đô la Mỹ ở 261 dự án. Trong thời gian này, nhiều dự án về thủy điện, sân bay, khai thác muối mỏ, chăn nuôi và trồng cây công nghiệp đã đi vào hoạt động hoặc được triển khai. Năm ngoái, đầu tư của Việt Nam vào Lào đã đóng góp vào ngân sách của nước này 200 triệu đô la Mỹ và năm nay sẽ tăng thêm từ 40 đến 60 triệu đô la Mỹ, giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao động. Trong khi đó, 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt trên 750 triệu đô la Mỹ, giảm so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do xuất khẩu gỗ từ Lào sang Việt Nam giảm. Cùng với quá trình đầu tư vào Lào, các doanh nghiệp Việt Nam đã bỏ ra khoảng 65 triệu đô la Mỹ để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế ở những vùng khó khăn của nước này.
đánh giá cao và biểu dương các doanh nghiệp Việt Nam trong mấy năm gần đây đã nỗ lực khắc phục khó khăn để đầu tư vào Lào. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, từ sau năm 2008 đến nay, do những khó khăn về tỷ giá, lãi suất, các ngân hàng bị thiếu vốn, nên các doanh nghiệp Việt Nam đã phải cắt giảm đầu tư cả ở trong nước và sang Lào. Nếu không có những khó khăn khách quan này, thì một số dự án về thủy điện đã có thể hoàn thành. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay đã cho phép các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư và thực hiện các dự án đã được cấp phép tại Lào. Bởi đầu tư vào Lào không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có nhiều ý nghĩa quan trọng khác nữa. Cái kết quả đạt được trong đầu tư thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam vào Lào đó, nó không chỉ đơn thuần là cái hoạt động kinh tế hai bên cùng có lợi, nhưng mà đối với Lào còn có ý nghĩa rất sâu sắc là chúng ta góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của Lào. Chúng ta góp phần vào xây dựng cái quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Một cái mối quan hệ mà có lẽ duy nhất trên thế giới này có hai nước có cái mối quan hệ đặc biệt như thế. Nó còn mang cái ý nghĩa là sự phát triển của Lào là cũng là phát triển của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, tại cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã thảo luận từng dự án cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào. Để giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trồng cây cao su, do giá mỗi tấn cao su sụt giảm từ trên 5.000 đô la Mỹ mỗi tấn cách đây mấy năm xuống chỉ còn 1.400 đô la Mỹ như hiện nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các ngân hàng và các doanh nghiệp cần cùng ngồi lại để thảo luận việc cơ cấu lại các khoản nợ, chia sẻ khó khăn trước mắt với những doanh nghiệp đang đầu tư vào lĩnh vực trồng cây cao su cả ở Lào và cả ở Campuchia. Vì kinh nghiệm đã cho thấy sau khi xuống thấp, giá cao su trên thị trường thế giới sẽ tăng dần trở lại. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào lên tiếng phản đối lại các doanh nghiệp chỉ chuyên đi chạy dự án ở Lào rồi bán lại cho các doanh nghiệp khác. Vì việc này làm xấu đi hình ảnh và uy tín của đất nước và các doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Hiệp hội cần tăng cường vai trò trong việc tập hợp và kiến nghị các đề xuất để chính phủ có thể tạo điều kiện thuận lợi lớn nhất về cơ chế chính sách để các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư dài hạn vào Lào và cả Campuchia. Bởi khi Lào và Campuchia phát triển thì Việt Nam cũng phát triển.